già rồi quý vị, anh Lý phải có cái kiến rồi đó. Tôi không sinh ra trên mảnh đất quê cha, lại sống bôn ba nơi quê người đất khách. Nhưng dòng máu Quảng đang chảy trong huyết mạch, giọng nói tiếng cười vẫn đậm chất quê hương. Quảng Nam quê tôi, những địa danh, những cung đường tôi đã đến và qua lời bà kể lại, lời ru của mẹ tôi vẫn còn đọng mãi. Về những anh tài của xứ Quảng địa linh, những người con Quảng Nam chân chất nặng tình, đã chứng minh qua biết bao thế hệ. Với khí chất ấy dù khó khăn chẳng nề, những biến thiên dù gian khó vẫn vượt qua. Trong bão, trong giông, trong gió giật mưa sa, người con xứ Quảng vẫn kiên cường chống chọi. Những ánh đuốc tiền nhân trong đêm mờ chiếu rọi, soi truyền cháu con thấy nguồn sáng trong tâm, truyền cho cháu con giữ chữ nghĩa chữ ân, truyền bao dung, truyền tấm lòng luôn rộng mở. Có lo lắng, có nghĩ suy dập dồn trong hơi thở, những cơn nắng cháy người, những trận lũ lụt thất kinh, những bão, những giông, những cây cối bằng mình, nhưng vẫn hiên ngang, vững vàng như người con xứ Quảng. Những cánh tay siết chặt nhau khi khó khăn hoạn nạn, những nước mắt nụ cười, những lúc phế lúc hưng. Hỏi vì răng lúc ngặt nghèo người Quảng lại chung lưng, bởi thổ nhưỡng quê tôi núi ôm như vòng tay của mẹ, truyền hơi thở ấm nồng để ấp ủ đàn con. Những dòng sông như những dòng sữa ngọt thơm, chia sẻ muôn nơi để nuôi người con đất Quảng. Biển cả mênh mông như lòng cha lai láng, vuốt ve con mình bằng những cơn sóng dịu êm, nhưng tập cho con bước qua những gập ghềnh, lúc sóng lớn nhồi mạn thuyền chao đảo. Quê tôi đó, những tấm lòng luôn thơm thảo, những người con trên khắp mọi nẻo đường, dẫu có nghèo vẫn đậm, vẫn đau đớn quê hương, hướng về Quảng Nam với cả nghĩa tình sâu nặng, góp sức chung tay để cùng lo cho đặng dịch họa thiên tai bệnh tật được đẩy lùi, để mảnh đất Quảng Nam mãi mãi nở nụ cười, để người con Quảng Nam tự hào về nhân nghĩa.